Đẹp quá. Gió Nam này đẹp quá, rất là đẹp. Gắn một cây hoa đại. Đúng rồi. Chưa bao giờ thấy cái bông hoa Nam nào đẹp như thế này. Đẹp chưa? Đúng rồi. Tầm gửi. Đấy. Đẹp quá. Và thơm nữa. Đẹp quá. Nam ở trên chùa Thanh Mai. Đây là quang cảnh chùa Thanh Mai. Chùa Thanh Mai của Đệ Nhị Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử. Đẹp quá.